Xin chào các bác, em là Hiếu Tô. Mày em lại đang nhận trước màn hình sửa chữa hình đời cổ. Nhưng mà nó lại đang bị cái hiện tượng nghe tiếng nó bị một loa. À nó bị một kênh bên bên phụ, cả loa trước loa sau nó đều bị véo tiếng. Nghe nó rất là khó chịu. Còn như bạn có hỏi là vành đai 3 hướng về. Và bây giờ nó lại hết rồi. Không. Con này đặc biệt nó chạy nóng nên là nó đôi khi nó hết. Ok, nhưng mà vẫn phải sửa thôi. Bởi vì vừa rồi nghe rất là khó chịu, chạy một lúc cái này là nó khỏi. Để sửa con này thì bắt buộc phải tháo ra. Tháo ra những con này cực kỳ dễ. Bác tháo dưới này, cầm cái bên dưới tháo. Đây em hướng dẫn cho các bác nào mà không có ở Hà Nội. Thì nếu mà bị lỗi như này thì tháo cái màn hình ra như em hướng dẫn. Rồi gửi về em sửa cho các bác nhé. Nếu các bác nào ở Hà Nội thì qua em tháo em sửa trực tiếp vào đấy ngay cho ạ. Các bác nhìn thấy tháo cực kỳ dễ luôn. Cứ nhấc nó ra thôi. Các bác chỉ cần cái này tháo, chỉ cần cái tô vít bốn cạnh. Rồi nhấc cái bên trên ra, nhấc cái bên trên. Đó. Rồi các bác thấy chưa? Tháo rồi. Rơi cái khẩu trang vào đấy. Không sao, không mất được đâu ạ. Không, bảo mất. Vâng. Bây giờ tháo bốn cái ốc. Bốn con ốc vít. Các bác có thể nhìn thấy bốn ốc vít đó. Bên dưới nữa kìa. Đấy, còn ốc ở bên dưới đây này này. Còn ốc ở bên dưới này. Bốn con. Bên kia thế. Bốn con trên. Ok. Ở trường hợp những cái con màn hình nó đời nó cũng khá là sâu như này, nếu mà nó hỏng bệnh nặng thì các bác nên lên tìm cách thay một chiếc màn hình Android mới dùng cho nó thích. Còn nếu mà các bác vẫn cứ muốn sửa thì tháo mang qua em sửa cho ạ. Cái này phải tháo cái rắc ở bên trên, tháo rắc cảnh báo nguy hiểm bên trên. Ok, em tháo ra như này thì coi như là tháo trên cái đầu ra rồi. Nếu các bác bị lỗi như này thì mang qua em sửa cho anh các con nhé. Con này tuổi thọ nó cao thì em cũng tư vấn các bác là nếu nhu cầu nhiều thì cao hơn thì nên thay con Android. Còn thực sự nó không muốn thay thì em có thể sửa cho các bác ạ. Cảm ơn các bác đã xem video ạ.